Hello, xin chào quý anh chị quay trở lại với kênh của chú nha. Em về thêm xe bán tải giá rẻ cho anh chị nè. Cho anh chị đang tìm chiếc xe bán tải máy dầu, máy 320 hai cầu khá là mạnh mẽ, nhập khẩu nguyên chiếc và trong tầm giá dưới 400 thôi. Đây là Mazda BT50, máy 3.2 số tự động hai cầu đời 2015. Xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nè chị. Máy 3.2 xài chung máy và khung gầm với Ford Ranger Retruck luôn chị. Máy cực kỳ mạnh mẽ luôn, không ngại bất cứ một địa hình nào hết. Anh chị nhìn trái đèn nè, còn rất là sáng và trong. Xe này lăn bánh được 78.000 cây số thôi, có trang bị thêm bộ mâm. Mâm này cùng thông số với nhà sản xuất thôi nha anh chị, nên mình đăng kiểm bình thường hết. Phía sau là có cải tạo thêm cái nắp thùng nữa, giúp mình chở hàng nó sẽ tiện dụng hơn. Cái nắp thùng nó cũng có cải tạo rồi, trong đăng kiểm có, nên bây giờ là đăng kiểm bình thường hết nha anh chị. Xe này mang nước sơn màu đỏ, biển 63 là Tiền Giang ha. Phía sau là có cảm biến giúp mình dê xe sẽ an toàn hơn. Đây, nước sơn cũng còn liền lạc và đẹp lắm anh chị, màu đỏ, nội thất màu đen. Đây, vào nội thất cho anh chị xem nè, ghế nè, ghế còn căng và đẹp lắm. Để em vào đây quay từng chi tiết ghế cho anh chị xem nè, rất chậm luôn ha. Đây đó, những cái chi tiết cửa nè anh chị, trần nè, sạch sẽ đó. Xe này nguyên zin hết á, xe này hai cầu gài cầu điện luôn ha, có hỗ trợ đổ đèo nè, cân bằng điện tử nè, ga tự động, điều hòa hai vùng luôn. Đây anh chị nhìn lại nội thất nè, đó còn căng lắm. Vỏ này anh chị, vỏ này cũng còn khá là dày, để em lấy nét cho anh chị xem không. Đây, vỏ này mình đi cũng phải là 20-30 ngàn nữa mới thay. Nước sơn thì tương đối ok rồi, anh chị lấy về đi thôi. Xe thì trước khi giao bên em sẽ bảo dưỡng cho anh chị luôn, lấy về anh chị đi thôi. Đây, nội thất nè anh chị, ghế da màu đen rất là mềm ha. Cần số nè, đó, đây là gai cầu điện, ở đây là điều hòa hai vùng luôn nè anh chị, có cân bằng điện tử nè, hỗ trợ đổ đèo nè. Đó, xe này cơ bản đủ xài nè, có cruise control, vô lăng này trợ lực dầu nha chị, trợ lực thủy lực. Ở đây là có điện thoại đánh tay nữa nè, 78.000 cây số thôi, để em lấy nét cho anh chị xem nha. Đó, vô lăng anh chị nhìn nè, đó, còn cái vân hết luôn anh chị thấy không nè, đó, đèn táp lô nè. Nói chung máy dầu thì cái tiếng máy nó sẽ nổ lớn hơn máy xăng chút xíu nha anh chị. Cái tiếng máy thì vào xe thì chắc chắn sẽ nghe rồi. Đây máy dầu mà, để em mở khoang máy cho anh chị xem nè. Đây, những chi tiết cửa anh chị nhìn nè. Đó, cửa nè. Xe này có nắp thùng rồi, anh chị nhìn nắp thùng cao, để mở cho anh chị xem nha. Nắp thùng này nó có cải tạo rồi anh chị. Đó, đây, cái nắp thùng nó hơi dơ tí xíu, lúc giao thì bên em sẽ dọn rửa lại sạch sẽ ha. Vì xe này nó cũng mới về, mới xịt sơ ở ngoài tí xíu thôi. Tại vì mấy hôm nay thì ưu tiên cho mấy xe bán rồi dọn trước, mấy xe chưa bán thì chưa có dọn kỹ được, chỉ xịt sơ phát là có thể lên sóng được cho anh chị thôi. Lúc giao thì chắc chắn nó sẽ sạch đẹp hơn vậy rất nhiều nha. Đây, anh chị nhìn trái đèn nè, quan trọng là cái chất xe anh chị, cái chất xe nó đẹp thì mình dọn nhẹ lên hay cỡ nào cũng đẹp hết. Đây, anh chị nhìn cái mặt ca lăng này không, những chi tiết mạ rôm nó còn khá là sáng và nước sơn còn đẹp lắm. Rồi mở khoang máy cho anh chị xem nha. Giờ đây máy xe này anh chị, máy 3.2 rất là mạnh mẽ. Đây, máy móc còn nguyên zin hết á, anh chị nhìn máy đang nổ nè. Đó, những cái tem, cái mạc của nhà sản xuất nó còn nguyên hết nè anh chị, quay rất sát là cho anh chị nghe tiếng máy nè. Đó, từng chi tiết máy còn rất là mới. Đây, bình dầu nè, đó, ống bình hơi nè, phanh ABS nè, đó, bình điện nè. Ở xe thì máy móc nguyên zin hết đó anh chị, chất lượng pháp lý thì công ty sẽ đảm bảo tuyệt đối cho anh chị ha. Máy móc hợp số, hồ sơ pháp lý có cam kết rõ ràng bằng văn bản công ty, nên anh chị yên tâm về mặt chất lượng và pháp lý ha. Rồi, chỉ có 388 triệu thôi, anh chị có chiếc xe Mazda BT50 xài chung máy và hợp số với lại Ranger Retruck. Nếu như mà con Retruck 382 cùng đời 2015 thì giá sẽ trên lệch với xe này, đâu đó từ 50 tới 100 triệu tùy chất xe ha. Ở xe này thì anh chị mua được giá này thì rất là tốt, xài chung máy hộp số phun gầm luôn. Đó, rất là hợp lý cho anh chị có một chiếc xe Nhật, chi phí bảo dưỡng rẻ hơn rất nhiều và cũng cực kỳ bền bỉ. Đó, gầm bệ chắc chắn mà xe Nhật nữa, mang máy xe Nhật thì chi phí bảo dưỡng nó sẽ rẻ hơn xe Mỹ tí xíu nha anh chị ha. Rồi, anh chị quan tâm xe này liên hệ chương nha. Cảm ơn chị xem video nha. Bye bye.